Thắm à? Thắm! Thắm! Trời ơi, đi đâu nhanh dữ vậy? Ủa chú Năm, chú Năm cũng đi chợ hả? Đi chung với con nè. Đâu có, chú tin gửi con rồi. Gửi chú con có gì kẹt trong công việc. Thường bữa qua kêu sùm, bữa nay không có đi âm thầm hả? Mua gì mà bỏ khách hả? Dạ, hôm qua anh hai con về, rồi cái kêu là thèm canh chua với cơm mẻ đó. Rồi má con nói sáng nay đi chợ sớm, thiệt sớm, đặng ra kiếm cá tươi mua gì nấu canh. Vậy hả? Dạ. Tính lát nữa con đi về á, rồi con ghé qua nhà chú Năm. Con mời chú Năm xíu qua bữa trưa qua ăn cơm với má con với anh hai con luôn. Ủa, biết chú Năm không? Còn biết ai nữa không? Không. Ở đâu mà lù lù ra vậy? Thì chú Năm nghĩ coi Út ở đâu thì con ở đó, chứ biết đi đâu giờ. Ủa, nhưng mà nói trưa nay có mời tôi ra mắt anh hai không? Hình như có con ruồi á chú Năm, nó cứ bay vo ve đâu quanh đây nè chú Năm. Bá tình không? Nó đâu có bay nữa đâu, nó đang đậu ở đây nè. Mà nghĩ coi con ruồi này nó bay sao nổi nữa. Con ruồi đậu đây nè, không phải cái nút áo. Ruồi thì có bộ gãi cánh rồi chú Năm. Nói vậy thôi, chớ xíu buổi trưa đó mời anh Tèo qua nhà tôi để cái ăn cơm chua canh. Canh chua cơm mẻ. Với má con tôi với lại anh hai tôi luôn nghe. Cho vui nghe. Ủa tự nhiên giờ có anh Tèo nhưng bây giờ không thấy chú trong đó là sao ta? Ủa? Bị đạp ra ngoài là sao? Ủa ta? Chết. Con hả? Quên. Con mời chú Năm nữa. Thôi con đi chợ nghe chú Năm. Đi nghe anh Tèo. Kính chào quý vị khán giả của chương trình Đặc sản miền sông nước. Quý vị thân mến, nếu có ai mà hỏi Ngọc Phượng đó là miền Tây sông nước có gì, Ngọc Phượng sẽ nói có những con sông thật hiền, có những người dân quê đôn hậu chất phác, có nồi canh chua nghi ngút khói trong trái bếp của mẹ. Bởi người miền Tây á, thích ăn canh chua dữ lắm. Món canh chua rất là tiện lợi nha. Ăn vào mùa nóng thì thấy mát lòng nè. Ăn vào lúc trời lạnh đó thì nồi tô canh chua nghi ngút khói cũng sẽ làm chúng ta ấm lòng, dễ chịu. Cho nên ai mà hỏi Ngọc Phượng đi xa thì nhớ cái gì nhất, thì với cái tâm hồn ăn uống rất là phong phú, Ngọc Phượng sẽ trả lời liền là nhớ món canh chua của các bà mẹ quê. Nhớ hoài, nhớ mãi không thôi. Cũng chẳng có gì quá lắm khi nói nồi canh chua chính là món ăn mang nặng tình sông nước. Nó phổ biến và quá đổi thân quen trong mâm cơm của bà con nơi đây, tới nỗi chỉ cần nghe nhắc tới thôi là ta đã có thể hình dung ra cái vị chua ngọt đậm đà, cái vị rau thanh giòn, vị béo ngậy của cá tôm, mùi ngò gai, rau ôm, thơm nước mũi, tới miếng ớt cay nồng cũng đi vào nỗi nhớ một cách tự nhiên và chân tình nhất. Nếu sang thì canh chua có cá có tôm, nếu giản đơn thì tô canh chua chay với đậu hũ cũng khiến cái bụng thèm ăn phải réo liên hồi. Canh chua Nam Bộ đặc biệt ở sự đa dạng trong cách chế biến cũng như sự kết hợp nguyên liệu với nhau, và hầu như đa phần các sản vật của vùng này đều kết hợp rất ăn ý với nồi canh chua. Các loại cá da trơn nấu canh chua đặc biệt ngon và béo. Còn cá có dãy như cá lóc, cá rô thì mang đến vị chắc ngọt rất hấp dẫn. Phần rau thì có rau muống, bạc hà, trái khóm, cà chua, rau nhút, ngò gai. Lại thêm các loại bông đồng nội góp phần gây thương nhớ cho món ăn này, như bông súng, xoa đũa, bông biên điển. Và nhắc tới canh chua thì chắc chắn phải nói tới các cách tạo vị chua rất độc đáo và phong phú của người dân miền sông nước. Ở đồng thì xài me xanh, me chín, lá me non, lá giang, trái chanh, cơm mẻ, trái giác hay đọt cốc. Còn ở sông rạch thì kiếm trái bần chua. Hương vị của nồi canh phụ thuộc rất nhiều vào cách tạo độ chua mà người đầu bếp trong gia đình lựa chọn. Do đó, tuy cũng cùng một nguyên liệu, chung mấy loại rau, nhưng chỉ cần cách tạo chua khác nhau thôi thì hương vị của hai nồi canh chua sẽ khác hẳn. Và đặc biệt là bên nào cũng ngon và có cái đặc trưng rất riêng, khó lòng mà so sánh được. Nếu như các loại rau trái có vị chua tự nhiên,
chỉ cần hái vào là có ngay nguyên liệu. Thì cơm mẻ chua lại cần qua bàn tay của các bà các mẹ chế biến từ cơm, cháo mới đạt được độ chua nhất định và sử dụng trong nấu ăn. Cơm mẻ giúp nồi canh chua có vị chua dịu, thanh mát nên rất được lòng người thưởng thức. Do vậy mà hầu như nhà nào cũng có thố cơm mẻ cất trong củi bếp để sẵn sàng phục vụ các thành viên trong gia đình. Cơm mẻ hay có chỗ kêu là mẻ chua có cách làm khá đơn giản. Chỉ cần nấu cơm với gạo trắng như bình thường, sao cho cơm hơi nhão, chắc lấy nước cơm để riêng. Tới khi cơm nguội thì trộn chung cơm với nước cơm lại với nhau, rồi cho vào thố sành hay hũ thủy tinh, đậy kín lại trong khoảng 2 tuần thì mẻ chua hoàn thành. Hoặc nếu đã có sẵn một ít mẻ thì chỉ cần cho thêm cơm nguội đã do sạch vào phần mẻ có sẵn rồi đem đi ủ. Thì chỉ cần một tuần thôi ta sẽ có thố mẻ chua ngon lành, sẵn sàng cho các món ngon rồi. Nhắc tới các món ăn có sự góp mặt của cơm mẻ thì phải vừa kể vừa nuốt nước miếng thèm thuồng chứ chẳng chơi. Nó vừa ngon miệng, vừa kích thích vị giác, lại khiến ta hồi tưởng lại những giây phút tuổi thơ, những kỷ niệm gắn bó với miền sông nước. Đó là món ăn tuy có phần đơn giản, nhưng chở theo ký ức của cả một đời người. Bởi lẽ khi cuộc sống hiện đại đầy đủ, chẳng mấy ai còn ăn nó nữa. Hồi xưa không có nhiều bánh trái như bây giờ, tụi con nít tận dụng hầu như tất cả các loại cây trái để làm đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Và buồng chuối non sau nhà và thố cơm mẻ của má đã lọt vào tầm ngắm của tụi nó. Cắt mấy trái chuối xanh, tước sơ vỏ ngoài, chẻ làm đôi hay làm tư, rồi ngâm trong nước muối hay nước pha giấm để chuối ra bớt mủ và bớt chát. Sau đó, lục củi kiếm thố cơm mẻ, múc cỡ 2 muỗng con, trộn chung muối và dầm thêm trái ớt cay cay. Vậy là xong bữa ăn vặt thịnh soạn rồi đó. Cả đám kéo ra bờ mương hay gốc chuối hoặc chui vô nhà chòi mà túm tụm chia nhau. Chuối chát chấm muối mẻ chua chua, mặn mặn, cay cay, vừa ăn vừa hít hà. Coi vậy chứ đã lắm. Quanh đi ngoảnh lại, mấy đứa nhỏ hồi xưa nay đã lớn thì buồng chuối xanh cũng buồng thiêu, bởi con nít bây giờ chẳng có ăn món này nữa. Xứ ruộng đồng sông nước đâu chỉ có cá tôm mà còn có mấy loại ốc ngon gây thương nhớ nữa. Rổ ốc bươu, ốc lát, ốc gạo luộc mà đem chấm nước mắm mẻ, thêm chút sả ớt nữa thì không còn gì bằng. Bữa nào tía đi ruộng, rảnh rảnh là thế nào cũng mò nguyên rổ ốc đầy đem về. Vậy là chuẩn bị có món ngon rồi đây. Con ốc thịt chắc giòn, còn nóng hổi, lấy que dừa lễ ra rồi chấm ngập trong nước mắm mẻ. Nhai kỹ để thấy hương vị hòa hợp trong miệng, thiệt là ngon hết biết. Chiều chiều, dọn rổ ốc ra mé hiên, cả nhà quay quần, lễ lễ, chấm chấm. Vậy chứ mà vui và rôm rã lắm. Món này mà để mấy ông đem đi nhậu, thì nói thiệt chứ, chẳng đồ đưa cay nào bằng. Có sẵn cơm mẻ trong nhà mà không làm món cá lóc hấp cơm mẻ, thì có phần hơi thiếu sót thì phải. Còn cá lóc mần sạch, ướp sơ mắm muối tiêu đường, để cho thấm rồi bỏ vô sửng, hấp chung với mấy nhánh nấm mối nữa. Rưới một lớp mẻ đều lên mình cá, rồi hấp trên lửa liu riu. Cỡ 15 phút là cá vừa chín, thơm lừng rồi đó. Cá lóc hấp mẻ, dọn ăn chung chua chát, khế chua, rau sống. Thêm con tép bạc, miếng ba rọi luộc nữa. Cuốn chặt trong bánh tráng mỏng, rồi chấm ngập trong nước mắm, cũng được pha từ cơm mẻ. Ăn một miếng và cảm nhận, sẽ phải nói chắc nịch rằng, món này sao mà dễ ghiền quá đi thôi. Cơm mẻ mà đem mần nước chấm ăn chung với cá chạch nướng thì ngon thôi rồi.
Cá nướng trên than nóng thơm phưng phức, lấy tay gỡ nhẹ lớp thịt cá, chấm trong nước mắm mẻ thì đảm bảo ngon không cần bàn cãi gì thêm nữa. Hay món thịt trâu nhúng mẻ ăn với rau cần nước cũng trở thành món ăn được nhiều người nhắc tới mỗi khi về miền quê sông nước này. Thịt trâu già mặc dù có hơi dai nhưng khi nhúng mẻ thì lại bị vị chua làm cho mềm lại. Ăn vừa thơm vừa béo, kết hợp với cọng bún tươi, chén nước mắm sống dầm ớt thì ai mà nỡ quên cho được. Ở miền Tây sông nước á, thì tôm cá đầy sông nè, rau bông đầy giường, lại có sẵn hũ cơm mẻ ở trong củi bếp nữa. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không chạy ngay vô trong bếp để nấu ngay một cái nồi canh chua cơm mẻ, ăn cho mát lòng mát dạ, thả lòng những cái ngày nắng nóng phải không nè. Ăn đi để vừa thấy ngon, vừa thấy yêu thêm cái mảnh đất hiền hòa này. Để lỡ mai này mà có đi xa đó, có thưởng thức món canh chua cơm mẻ thì cũng không còn nguyên vẹn cái cảm xúc như khi mà thưởng thức trên cái làng quê bình dị của mình nữa đâu. Mẹ mong gả thiếp về giường ăn canh chua mẻ mát lòng quê hương. Canh chua cơm mẻ cách làm cũng tương tự như các loại canh chua khác. Đầu tiên bắt ngay nồi nước lên bếp, chụm lửa lớn cho nước sôi đều. Người thích ăn nước canh không lền thì múc cơm mẻ lọc qua rây hoặc rổ tre để giữ lại phần cặn mẻ, chỉ lấy phần nước thôi, như vậy nồi canh khi nấu sẽ không bị lền. Người đầu bếp trong gia đình phải thật có kinh nghiệm thì mới canh mà lấy mẻ cho chuẩn. Ít quá thì thiếu chua, mà nhiều quá thì cũng không ngon. Độ chua đúng là phải vừa tới, dịu dịu và thơm nữa. Chắc nước mẻ xong thì nhớ dặn muỗng muối, muỗng đường để định vị, giúp món ăn tuy chua nhưng vẫn đậm đà và có hậu ngọt ngào. Nêm nếm xong thì thả cá hay tôm tép vào nồi. Canh chua mẻ hợp với hầu hết các loại tôm cá như cá ngát, cá tra, cá bông lau, cá lóc, cá rô đồng hay tôm càng tép bạc. Mấy ông thì mê món canh chua lươn nấu cơm mẻ hơn. Hôm nào câu được con lươn đồng thì hôm đó chắc chắn sẽ hú thêm anh Năm, chú Bảy gần nhà qua làm dài xị rồi. Không biết cơ duyên gì mà món canh chua lươn cơm mẻ nấu với chuối cây, nó kết hợp hài hòa và độc đáo tới vậy. Hôm nào được bà xã dọn cho món canh chua lươn nấu cơm mẻ với chuối cây, kế bên là dĩa muối hột đâm sả ớt, là coi như nhà hao cơm, hao rượu, hao cả chuối cây, hao luôn muối sả. Cứ như vậy mà say sưa cho tới cạn tô cạn nồi hồi nào không biết. Nếu vô mùa cá ngát, gặp trúng con cá ngát đang ôm trứng thì coi như vô mánh. Bởi trứng cá ngát mà nấu canh chua mẻ thì đúng là một cặp trời sinh, hợp ý vô cùng. Mà dễ kiếm nhất có lẽ là con cá lóc, cá rô đồng, bởi tụi nó sống ở ruộng đồng kênh rạch, dễ giăng câu đặt lờ hơn so với các giống cá khác sống ở sông lớn. Thả cá vô nồi thì hạ lửa vừa, sôi lên mấy chập thì cá vừa chín, lúc này mới thả rau vô nấu chung. Có thể nấu chung với rau muống, bạc hà, giá, khóm, bông so đũa. Và nhất thiết là phải có cọng bông súng thì mới ngon đúng điệu canh chua mẻ miền Tây đó à nghen. Nồi canh chua mẻ thành phẩm sẽ không trong vắt như khi nấu với chanh, mà nước của nó có màu trắng đục đặc trưng, nhìn như nước do gạo vậy. Húp một miếng là tự nhiên thấy lân lân, mát dạ, mát lòng. Miếng cá chắc thịt, chấm với nước mắm trong, cộng bông súng nhai nghe giòn và hơi dai chút xíu. Kết hợp lại là khỏi phải bàn cãi về độ ngon nữa rồi. Món canh chua cơm mẻ, món nhà quê, dễ ăn, dễ nấu mà ngon ngọt, cũng dễ kiếm tìm nguyên liệu nữa chứ. Bạn đã thấy ngon, thấy hấp dẫn và muốn nấu cho gia đình mình thưởng thức chưa nè? Mẻ chua lọc rây lấy nước,
con cá lóc đồng ngon mướt bỏ vô, còng bông súng tím nhấp nhô, rau thơm ớt hiểm chung tô sắc màu, múc ra ăn nóng cùng nhau, gia đình sum họp ngon nào ngon hơn.